không hề sợ hãi dù phải đối mặt với đương kim vô địch Euro và đương kim hạng bảng World Cup ở hai lượt trận đầu tiên. Albany đã khiến tất cả phải bất ngờ khi đều là đội vượt lên dẫn trước trong các trận đấu này. Và kết quả họ đạt được mỗi lúc một tốt lên, từ chỗ thua ngược Italia đến có một điểm trước Croatia. Liệu trận tiếp theo có kết thúc bằng một chiến thắng? Quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi trong Sôi động cùng Euro số 28. Giải đấu nào người ta cũng mong được thấy ngựa ô, tức là những đội bóng nhỏ có thể làm nên bất ngờ trước các ông lớn. Và ở một góc độ nào đó, Albany đang thể hiện hình ảnh của một chú ngựa ô tại Euro 2024. Tất nhiên, đối thủ tiếp theo của họ là Tây Ban Nha thì không muốn thấy chú ngựa ô Albany tiếp tục phi nước đại. Nhưng liệu họ có làm được điều này hay không thì chưa ai có thể nói trước. Hãy xem hai bên đã chuẩn bị như thế nào trước khi thi đấu. Tình hình nhân sự Tây Ban Nha với Albany. Đội tuyển Tây Ban Nha, Selecao châu Âu không có vấn đề nào về chấn thương. Đội tuyển Albany, lực lượng tốt nhất. Ở lượt đấu trước, Tây Ban Nha đã thắng Italy với tỷ số 1-0, trong khi Albany xuất sắc cầm chân Croatia 2-2. Lúc này, Tây Ban Nha đã chắc chắn đi tiếp với vị trí đầu bảng B khi có 6 điểm. Trong khi đó, Albany sẽ phải cố gắng để đánh bại Tây Ban Nha ở trận tới, nhằm mong có suất đi tiếp. Khoảng cách giữa họ với đội đang xếp thứ 2 Italy chỉ là 2 điểm. Hơn nữa, chỉ có thắng, Albany mới thực sự có hy vọng. Đơn giản bởi đội đang xếp sau họ là Croatia, 1 điểm cũng có thể vượt lên nếu đánh bại được Italy. Tuy gây ấn tượng mạnh ở Euro 2024 lần này, với sự quyết tâm, màn trình diễn máu lửa và có tới 2 lần dẫn trước khi gặp Italy và Croatia. Nhưng so về đẳng cấp và thực lực, Albany khó so được với Tây Ban Nha. Cả 8 lần đụng độ Tây Ban Nha trong quá khứ, Albany toàn thua. Ngay cả ở trận này, dù có thể điều chỉnh về nhân sự, thì Tây Ban Nha chắc chắn cũng sẽ không nương tay. Đơn giản bởi Tây Ban Nha cần sự chuẩn bị tốt nhất về thể chất và tinh thần khi phía trước họ sẽ là vòng 1-8 đầy thử thách và khốc liệt. Sau khi thông báo mở thủ tục kỷ luật đối với đội tuyển Serbia, Liên đoàn bóng đá châu Âu UEFA đã xác nhận rằng họ đã ra án phạt Serbia vì vi phạm hai quy định trong trận thua đội tuyển Anh 0-1 ở bảng C Euro 2024. UEFA đã thông báo Liên đoàn bóng đá Serbia bị phạt 14.500 euro sau khi đội tuyển Serbia vi phạm hai quy định trong trận mở màn Euro 2024 thua Anh. Serbia đã bị Tam Sư đánh bại với tỷ số 1-0 sau cú đánh đầu trong hiệp 1 của Jude Bellingham. Tuyên bố của UEFA trừng phạt Serbia đưa ra hôm thứ Hai có nội dung: các thủ tục kỷ luật đã được tiến hành theo điều 55 của quy định kỷ luật DR của UEFA sau trận đấu vòng bảng Euro 2024 giữa Serbia và Anh 0-1 diễn ra vào ngày 16 tháng 6 năm 2024, rạng sáng ngày 17 tháng 6 theo giờ Việt Nam tại Gelsenkirchen, Đức. Các cáo buộc chống lại Liên đoàn bóng đá Serbia FSS bao gồm ném đồ vật, truyền thông điệp khiêu khích không phù hợp cho một sự kiện thể thao. Ban đạo đức và kỷ luật của UEFA, CEDB sẽ quyết định vấn đề này vào thời điểm thích hợp. Hơn nữa, Ban đạo đức và kỷ luật của UEFA sẽ tiến hành một cuộc điều tra kỷ luật liên quan đến hành vi bị cáo buộc phân biệt chủng tộc. Và vào tối ngày 19 tháng 6 theo giờ Đức, UEFA đã phạt Liên đoàn bóng đá Serbia 4.500 euro vì hành vi ném đồ vật và 10.000 euro nữa vì truyền một thông điệp khiêu khích không phù hợp trong một sự kiện thể thao. Trong khi đó, đội tuyển Albany cũng bị UEFA trừng phạt sau trận đấu với Ý mà họ thua 1-2. Cổ động viên Albany đã gây ra một vụ hỏa hoạn lớn sau khi Nedim Bezami ghi bàn thắng nhanh nhất lịch sử Euro ở giây thứ 23, giúp Albany bất ngờ dẫn trước đương kim vô địch Ý 1-0. Điều đó và một số vấn đề khác đã dẫn đến việc Albany bị phạt. Tổng cộng, Liên đoàn bóng đá Albany đã bị UEFA phạt 37.375 euro. Trong quá khứ, Albany chưa bao giờ là đối thủ xứng tầm với đội tuyển Tây Ban Nha. 7 lần đối đầu giữa hai đội gần đây, đội bóng xứ sở bò tót áp đảo tuyệt đối với 7 trận toàn thắng. Đáng chú ý, họ ghi tới 29 bàn vào lưới của Albany, trong khi chỉ để đối phương chọc thủng lưới vỏn vẹn 2 lần. Đặc biệt, trong tổng số các bàn thắng mà La Rosa ghi vào lưới của Albany, có 20 bàn được thực hiện trên đất Tây Ban Nha. Cùng với đó, huấn luyện viên tuyển Tây Ban Nha Luis de la Fuente tỏ ra hưng phấn sau khi giành vé vào vòng knockout với chiến thắng trước Italy. 3 điểm vừa qua giúp thầy trò huấn luyện viên Luis de la Fuente đứng đầu bảng B với 6 điểm tuyệt đối, chưa nhận bàn thua nào. Họ là đội duy nhất làm được điều này.
Có lẽ vì thế mà Luis de la Fuente khẳng định tại Euro 2024 không có lựa chọn nào tốt hơn Tây Ban Nha. Ông cho rằng, tôi tự hào về kết quả vì chúng tôi đã đánh bại nhà vô địch châu Âu gần nhất. Đây là một đội bóng tuyệt vời vì cách họ giành chiến thắng và vì mọi thứ đã được thực hiện. Các đối thủ sẽ khó nhằn hơn khi chúng tôi tiến vào vòng loại trực tiếp và rất khó khăn khi họ biết đến bạn. Nhưng tôi tin rằng không có đội nào mạnh hơn chúng tôi. Miễn là chúng tôi tiếp tục làm việc như những gì chúng tôi đang làm, cộng với sự khiêm tốn thì chúng tôi luôn ở vị thế hàng đầu. De La Fuente thừa nhận rằng màn chạm trán với Italy là trận đấu hay nhất mà ông từng huấn luyện đội tuyển Tây Ban Nha khi thầy trò ông áp đảo mọi chỉ số. Sút 20, trúng đích 8 so với 4 và 1 bên phía đối thủ. Ông cho rằng đây là trận đấu hay nhất trong số 17 trận mà tôi cầm quân. Chúng tôi đã đấu với Italy ở Nations League, nhưng hôm nay mọi thứ trọn vẹn hơn. Tôi không bao giờ mệt mỏi khi giúp đội nhà kiểm soát trận đấu, và chúng tôi muốn làm điều đó để giành các danh hiệu. Chúng tôi có những cầu thủ tuyệt vời, và họ là những người giỏi nhất. Không chỉ có thể chất, kỹ thuật và chiến thuật, chúng tôi có sự vượt trội trong tất cả các khía cạnh chuyên môn. Và chúng tôi đã vượt trội, và chúng tôi phải nhấn mạnh rằng việc đối mặt với một đội bóng lớn như Italy đã nâng tầm thành công của chúng tôi. Chúng tôi đang tạo ra những điều tuyệt vời. Albania là đội mới lần thứ hai tham dự sân chơi Euro và lại lọt vào một bảng đấu khó, thậm chí được đánh giá là khó nhất giải lần này. Đó là bảng B với đương kim vô địch Italia, đội hạng 3 World Cup Croatia và đội duy nhất từng vô địch hai lần liên tiếp ở đấu trường này là Tây Ban Nha. Nhưng những chiến binh của huấn luyện viên Silvinho lại thi đấu đầy dũng cảm và dường như chẳng quan tâm tới sự chênh lệch về đẳng cấp cũng như hoàn cảnh của mình và đối thủ. Trường hợp của Klose Gasula là một ví dụ điển hình cho điều đó. Trong trận đấu với Croatia ở lượt trận thứ 2 bảng B Euro 2024, Albania đã thi đấu vô cùng kiên cường. Họ đã vượt lên dẫn trước nhờ bàn thắng của Kazim Lasi. Sau đó, Croatia có liên tiếp 2 bàn trong 2 phút do công của Kramaric và pha đá phản lưới nhà của Klose Gasula. Tưởng chừng như đội bóng của huấn luyện viên Zlatko Dalic đã có được chiến thắng, thì đúng vào phút 90+5, Klose Gasula đã phá vỡ niềm vui của họ. Cầu thủ này đã lập công chuộc tội với pha dứt điểm trong vòng cấm, đánh bại thủ thành Livakovic. Bàn thắng quý hơn vàng này đã giúp Armani có được 1 điểm và níu giữ hy vọng giành vé đi tiếp ở Euro 2024. Bên cạnh đó, nó cũng giúp Klose Gasula ghi danh vào 2 kỷ lục ấn tượng trong lịch sử Euro. Theo đó, tiền vệ của Albania là người có pha lập công gỡ hòa muộn nhất trong lịch sử Euro, không tính thời gian thi đấu hiệp phụ, khi thực hiện bàn thắng vào lưới Croatia ở 94 phút và 23 giây. Bên cạnh đó, cầu thủ này cũng lập kỷ lục hiếm thấy khi là cầu thủ đầu tiên phản lưới nhà rồi ghi bàn sau khi được thay vào sân ở Euro và World Cup. Điều đáng nói, pha lập công của Klose Gasula là bàn thắng đầu tiên của anh ghi cho đội tuyển Albania trong sự nghiệp. Klose Gasula năm nay 35 tuổi. Cầu thủ sinh năm 1989 đang là cầu thủ tự do. Sau khi rời khỏi câu lạc bộ Darmstadt sau mùa giải vừa qua vì hết hạn hợp đồng, tính tới nay anh đã có 29 trận ra sân cho đội tuyển Armani. Đội tuyển Armani đang để lại ấn tượng mạnh ở Euro 2024 khi có lối chơi kỷ luật trong phòng ngự và sắc nét trong tấn công. Trong cả hai trận đấu vừa qua, toàn quân của huấn luyện viên Silvinho đã khiến các đội bóng mạnh như Italy và Croatia phải chật vật. Với tinh thần dũng cảm và quyết nắm lấy cơ hội vào vòng 2, Albania hứa hẹn sẽ tạo ra nhiều khó khăn cho Tây Ban Nha và rất có thể sẽ làm nên một điều bất ngờ. Nhưng đội bóng xứ đấu bò chắc chắn không muốn mất mặt trước một đối thủ mà họ đã toàn thắng trong tất cả những lần đối đầu. Liệu 3 điểm sẽ thuộc về ai hay hai đội sẽ bất phân thắng bại? Chúng tôi đã chuyển câu hỏi đó cho nhà tiên tri của Sôi Động Cùng Euro và sau đây sẽ là phần trả lời của nhân vật này. Xin chào mừng quý vị và các bạn đã đến với Dự đoán Cùng Euro với nhà tiên tri Hunter Q của chúng ta. Vâng, ngay lúc này đây thì Hunter Q vẫn đang khởi động ở trên sân. Và để quý vị và các bạn tiện theo dõi, chúng tôi xin được giới thiệu ở bên phía tay trái màn hình của quý vị và các bạn đó chính là quốc kỳ của Albania. Và ở bên phải màn hình của quý vị và các bạn đó chính là quốc kỳ của Tây Ban Nha. Trận đấu này không còn quá nhiều ý nghĩa với đội đầu bảng Tây Ban Nha, nhưng với Albania thì nó quyết định đến việc họ có được đi tiếp hay không. Và như vậy là phần dự đoán của Hunter Q đã chính thức bắt đầu.
ngay từ những giây phút đầu tiên Hunter Kill không quá chú ý đến hai bát thức ăn mà đang di chuyển được dọc đường biên dọc. Nhưng cuối cùng Hunter Kill đã nhảy vào bát thức ăn của bên Luyến Tây Ban Nha, nhưng sau đó lại đi ra ngoài và di chuyển về phía bát thức ăn bên phía của Albania. Vâng, Hunter Kill chỉ nghỉ một chút rồi đi ra khỏi bát thức ăn của bên phía Albania. Vâng, Hunter Kill đang lò dò tiến dần đến bát thức ăn của Tây Ban Nha nhưng lại nhanh chóng đi ra, thưa quý vị và các bạn. Ngay sau đó thì Hunter Kill lại di chuyển ra bát thức ăn bên phía của Albania. Nhưng cũng giống như lần trước thì Hunter Kill lại di chuyển ra quá nhanh. Và lần này thì Hunter Kill lại di chuyển bát thức ăn bên phía của Tây Ban Nha. Và có vẻ như là Hunter Kill đã lựa chọn ăn bát ăn bên phía Tây Ban Nha rồi, thưa quý vị và các bạn. Và như vậy VAR cũng đã phải vào cuộc rồi. Và ở góc quay này thì rõ ràng là Hunter Kill đang lựa chọn ăn bát ăn bên phía của Tây Ban Nha. Và đó là lựa chọn của Hunter Kill cho trận đấu giữa Albania và Tây Ban Nha. Hunter Kill đã lựa chọn ăn bát thức ăn của Tây Ban Nha, đồng nghĩa với việc Hunter Kill lựa chọn Tây Ban Nha là đội có được 3 điểm trong trận đấu này. Còn lựa chọn của quý vị và các bạn là gì? Hãy để lại comment cho chúng tôi biết nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Các bạn có thấy thỏa mãn với kết quả dự đoán vừa rồi không? Dù có hay không thì điều tiếp theo bạn nên làm cũng là hãy chia sẻ cho chúng tôi về dự đoán của bạn tỷ số chung cuộc trận đấu giữa Albania và Tây Ban Nha. Hãy comment ở phần bình luận dưới video nhé. Chúc các bạn may mắn và chúng ta sẽ gặp lại nhau ở số tiếp theo.